Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở cái phần chữa nốt cái đề thi thử lần 1 Trung học phổ thông Nguyễn Trãi của Hải Dương. Ta sang phần số 4. Lần trước ở phần số 3 dừng lại câu 29, bây giờ sang câu 30, đúng không? Cho một tam giác ABC có độ dài ba cạnh là AB và C. Gọi P là nửa chu vi của tam giác. Biết dãy số ABCP theo thứ tự là thành một cấp số cộng, đúng không? Tìm cosin góc nhỏ nhất trong tam giác đó. Thì bây giờ xem góc nào là góc nhỏ nhất trong tam giác đó. Ở đây là có A, B, C và P. P là nửa chu vi là A cộng B cộng C chia 2. Là cộng lập thành một cấp số cộng, tức là B thì nó sẽ bằng A cộng thêm một công sai D chẳng hạn. Thì đương nhiên là nó lớn hơn A rồi. Tương tự, C lại bé hơn B. A, B này bé hơn C, C này bé hơn thằng này. Vậy A là cạnh nhỏ nhất thì góc này sẽ là góc nhỏ nhất. Góc A nó cần phải tìm, đúng không? Ở cấp 2 nó có một định lý: góc nào đối diện với cạnh nhỏ hơn là góc nhỏ hơn, đúng không? Ở đây ta có, ta hiểu là gì? A nó nhỏ hơn B, nhỏ hơn C thì góc A nhỏ hơn góc B, nhỏ hơn góc C, thì ta hiểu như vậy. Như vậy A sẽ là góc nhỏ nhất, đúng không? Bởi vì làm trắc nghiệm người ta không cần phải trình bày như vậy. Thì là tóm lại ta phải đi biểu thị A B qua C để dùng định lý hàm số cốt là tìm được góc A này, đúng không? Gọi là góc alpha, alpha cần tìm. Như vậy ta có theo giả thiết thì nhớ là cấp số cộng thì cứ hai thằng này cộng với nhau thì nó ra chia 2 ra hàng giữa, tức là A cộng C chia 2 thì bằng B, tức là A cộng C bằng 2B. Và hai này cộng với nhau thì bằng 2C, đúng không? Nhớ tính chất cấp số cộng, còn nếu quên ta có thể dùng một cái số cụ thể, một cái dãy cụ thể đó, ví dụ số U1 nó bằng 1 chẳng hạn, cấp số cộng với công sai là 3 chẳng hạn. Thì 1 cộng 3 là 4, 4 cộng thêm 3 là 7. Thì có phải là 7 cộng 1 cộng 7 chia 2, 1 cộng 7 là 8, 8 là gấp 2 lần 4 chưa? Hoặc là chia 2 thì bằng 4. Tức là hai thằng cộng với nhau chia đôi thì bằng thằng ở giữa, đúng không? Đây là tính chất. Thì đến đây là tìm được A và B theo C thôi. A trừ 2B thì bằng trừ C. Chuyển này sang đây, chuyển vế đổi dấu, chuyển C này. Ta nhân 2 vế cho 2 thì đây là 2B cộng A cộng B cộng C thì bằng 4C. Đó. Lúc này A trừ 2B bằng trừ C. Và A cộng 3B, 2B cộng 1B là 3B. Chuyển C sang đây thì bằng 3C. Từ đây ta sẽ tìm được A theo C, B theo C, C thì bằng C. Ta trừ dưới lên mất A, 5B bằng 4C. Vậy B sẽ bằng 4 phần 5C. Đó. Thì ta thay vào đây, A sẽ bằng 2B, B là 4 phần 5C. Chuyển sang đây trừ C thì 24 là 8, 8 lại trừ đi 5, thế vậy là còn 3 phần 4C, đúng chưa? Đây, chuyển trừ 2B sang bên đây nhé. B ta lắp luôn là 4 phần 5C. Đây là 2B này, trừ C. Thì 5, 24 là 8. 8 phần 5. Quy đồng lên đây. 8 mà trừ đi 5 thì còn 3, 3, 3 phần 5C. 3 phần 5C. Đúng chưa? Theo hình nghĩ em số cốt thôi. À, như vậy ta có A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2BC cos A. Đấy. Góc A, vậy góc A nó còn tìm. Cos A chuyển nguyên 2 trừ 2BC cos A sang bên đây, chuyển A bình sang đây thì bằng B bình cộng C bình. Thực ra đây là công thức rồi, mình viết lại trên 2BC. Đấy, nắp vào là ra. Như vậy cos A
B bình 5 phần 4 phần 5 C tức là bình. Vậy 44 bình là 16, 5 bình là 25 C bình cộng C bình thì vẫn là C bình trừ A bình, 3 bình là 9 trên 25 C bình trên 2 B là 4 phần 5 C nhân C nên là C bình. Như vậy nó rút gọn đi sẽ bằng bao nhiêu? Bấm máy tính ra cho nó bằng bao nhiêu. Ở trên kia là 16 phần 25 đó, cộng 1 C rút gọn hết là chia cả từ mẫu C bình trừ đi 9 phần 25 trên chỗ kia là 24 là 8 phần 5 đúng không? Và đáp số bằng 4 phần 5. Này, đáp số đây bằng 4 phần 5 đúng không nào? Và đây cũng là đáp án A, 4 phần 5. Nhìn chưa? Đấy. Như vậy là 4 phần 5. Cái cốt này vậy nó ra đáp án A. Được chưa? Như vậy câu 30 là đáp án A. Đúng không? Đấy. Chú ý cho là cái cấp số cộng đúng không? Thì là hai này cộng nhau chia đôi thì ra thằng ở giữa. Đấy. Hay là hai thằng cộng nhau thì bằng hai lần thằng ở giữa, đúng không? Thì từ đó ta biểu thị được B AB qua C. Nhưng mà nhớ ở đây có một cái lý thuyết là A ở đây nó bé hơn B, bé hơn C thì góc A bé hơn góc B, bé hơn góc C. Vậy A là góc nhỏ nhất. Đúng không? A là góc nhỏ nhất. Nhớ chưa? Ta sang câu 31, câu này khá hay. Câu 31 một câu khá hay về xác suất. Thì đây trước hết là ta phải có được cái lý thuyết là khi hai biến cố A và B được gọi là độc lập, đúng không? Độc lập. Thế nào gọi là hai biến cố độc lập? Tức là cái việc xảy ra xác suất của cái, tức là cái việc xảy ra cái biến cố này nó không phụ thuộc vào cái việc xảy ra cái biến cố kia, tức là xác suất của A độc lập với độc của B nó không liên quan nhau. A xảy ra một cách độc lập, cái việc xảy ra biến cố A và biến cố B là độc lập nhau, nó không liên quan nhau. Thì lúc này xác suất của P của AB thì nó bằng PA nhân PB. P của AB hay gọi là P giao A, P của A giao B, tức là AB nó đồng thời xảy ra, đúng không? Thì bằng PA nhân PB. Đây là cơ sở lý thuyết để làm bài này. Ở bài 31. Bài khá hay đấy. Một người chơi trò gieo xúc xắc, mỗi ván gieo đồng thời 3 con. Đó, mỗi ván gieo 3 con. À, mỗi ván gieo 3 con. Đấy. Mỗi ván gieo 3 con. Này, ván 1, ván 2, ván 3, có 3 ván. Người chơi mỗi ván gieo 3 đồng thời 3 con, đồng thời 3 con người chơi thắng cuộc nếu xuất hiện ít nhất hai mặt 6 chấm. Đấy, thắng cuộc nếu thắng một ván chẳng hạn thì nếu ít nhất xuất hiện hai mặt 6 chấm, đúng không? Đây ví dụ đề 6 chẳng hạn. Thì cái thằng này thì có thể là không cần, đúng không? Hoặc có thể là cả ba mặt đều 6 chấm thì cũng là thắng. Ít nhất hai mặt 6 chấm thì có thể là xảy ra hai trường hợp. Một trường hợp là có hai mặt 6 chấm và mặt còn lại là có thể là từ 1 đến 5, hoặc trường hợp thứ hai là cả ba mặt đều 6 chấm. Tính xác suất để trong 3 ván người đó thắng ít nhất 2 ván. Đấy, thắng ít nhất 2 ván, tức là nhiều cũng có thể 3 ván, đúng không? Thì để bài này ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên ta sẽ tính xác suất của thắng một ván, xác suất thắng một ván, đúng không? Xác suất thắng một ván.
Thì bây giờ ta sẽ có này, tính xác suất thắng một ván thì ta sẽ gọi AI là ván thắng ván thứ y, hoặc tính thực trực tiếp luôn nhé, tức là cái xác suất một ván thắng được tính như sau. Xác suất trường hợp thứ nhất này, nó có hai trường hợp. Trường hợp nhất là xác suất một ván thắng, tức là trong đó một ván thắng thì nó sẽ xảy ra là xác suất một ván thắng này, nó sẽ tính gộp như này cho anh dễ. Xác suất một ván thắng thì được tính theo công thức như sau, là ta gọi là P một ván thắng nhá, sẽ bằng này, nếu mà ra gieo ba con xúc xắc đồng thời phải không, thì cái không gian mẫu của nó là lần thứ nhất xuất hiện có thể là có khả năng 6, 6 khả năng, lần thứ hai 6 khả năng, lần thứ ba 6 khả năng, thì có phải là bằng không gian mẫu là 6 mũ 3. Và nếu như mà có một trong ba ván này, trong trường hợp nhất là có hai ván thắng đúng không? Thì lấy hai con xúc xắc trong ba con thì được C2 của ba. À, nhá. Nhân với còn một con còn lại sẽ có 5 khả năng xảy ra. À, đây trường hợp là trường hợp nhất đây này, là có hai ván thắng nhá, tức là có hai xin lỗi hai mặt 6 chấm, xin hai mặt 6 chấm được chưa, thì chia ra không gian mẫu là 6 mũ 3 cộng trường hợp là cả ba mặt là đều 6 chấm hết, C3 của 3 đúng không? À, thì nó chỉ có một C3 của 3 chia 6 mũ 3 và bấm máy tính ra thì thằng này sẽ bằng đây, sẽ bấm máy tính nha. Sẽ bằng bao nhiêu? Đều là 6 mũ 3 rồi, mẫu là 6 mũ 3. Trên là 5 nhân 3 ship 2 cộng 3 C 3. À, đó. Nó sẽ bằng 2 phần 27. 2 phần 27. Đấy, nhắc lại này. Đây là trường hợp 1, là có hai mặt xuất hiện 6 chấm. Hai mặt xuất hiện 6 chấm, được chưa? Hai mặt xuất hiện 6 chấm. Thì nó sẽ có là ta chọn hai trong ba cái hột xúc xắc này thì được C2 của 3. Đúng không? Đấy, thì còn cái hộp còn lại thì có thể là xảy ra 5 trường hợp theo quy tắc nhân, như vậy số phân tử đó là 5, là C2 của 3 nhân 5 chia cho số phân tử không gian mẫu là C mũ 3. Là vì cứ mỗi một hộp khi ba cái này thì khả năng cái này xảy ra là 6, 6 mặt, 6 cho 6 6 trường, tức là khả năng xảy ra là 6 trường hợp từ 1 đến 6. Cái này 6 trường hợp, cái này 6 trường hợp, tức là số phân tử đó là 6 nhân 6 là nhân 6 là 6 mũ 3, đúng không? Và trường hợp thứ hai là cả ba thằng này đều 6 chấm. Đó, cả ba thằng này đều 6 chấm. Thì nó chỉ có một, tức là lấy chọn luôn C3 của 3 thì nó chỉ có một trường hợp. Như vậy nó bằng 2 phần 27, nên là xác suất một ván thắng, đúng không? Thì suy ra được xác suất một ván thua. Lúc này ta sẽ suy ra xác suất một ván thua sẽ là P thua một ván thua sẽ bằng 1 trừ đi 2 phần 27
và bằng 25 phần 27, đúng không? Thế bây giờ suy ra xác suất cần tìm. Cần tìm là P sẽ bằng này, theo quy tắc nhân thôi. Đấy, nó cũng có hai trường hợp, thắng hai ván trong ba ván. Đó, đây là ván 1, ván 2 và ván 3. À, trường hợp thứ nhất là thắng hai ván, thì tức là trong ba ván này ta có chọn hai ván thắng thì có được là C2 của 3, đúng không? Và nhân với cái xác suất thắng thắng thì nó là 2 mũ 2 phần 27 mũ 2, tức là hai ván là mũ 2. Nhân với một xác suất của thua là một phần một cái thua mà là 25 phần 27. Đó. Cộng, đây là trường hợp 1 này. Cộng trường hợp 2 là cả 3 ván đều thắng thì nó là 2 trên 27 mũ 3. Đó, chỉ có một trường hợp. Và bấm máy tính ra. Bấm máy ra nó sẽ bằng như sau. 3 shift C2, đúng không? Nhân mở ngoặc 2 trên 27 đóng ngoặc mũ 2 rồi nhân 25 trên 27, đúng không? Cộng mở ngoặc 2 trên 27 đóng ngoặc, đúng không? Mũ 3. Đây. Nó sẽ ra bấm lại nhé. Đây. Thì bấm máy này. Đây, nãy bấm nhầm. Nó sẽ ra là 308 trên 19.683. Đúng không? Đấy, 308. 308. 19.683. Và đối chiếu thì nó sẽ ra là đáp án A. Đáp án B. À, đáp án B. Được chưa? Đấy. Ra đáp án B. Đấy. Thì cái câu này mất tương đối nhiều thời gian giải thích, phải không nhỉ? Đấy, trước hết ở đây ta phải chú ý cho là ta tính xác suất một ván thắng. Thì ở đây nó có hai khả năng, hai trường hợp. Trường hợp 1 là có hai ván thắng. Đó. Tức là một ván thắng có hai mặt 6 chấm thì lấy hai trong cái ba viên này để chọn ra hai mặt 6 chấm thì có C2 của 3. Viên còn lại sẽ có 5 khả năng xảy ra. Đó. Thì là C2 của 3 nhân 5. Thế còn trường hợp là cái không gian mẫu đấy thì cái hột thứ nhất là có 6 khả năng xảy ra, hột thứ hai có 6 khả năng xảy ra, hột thứ ba có 6 khả năng xảy ra thì nó sẽ là 6 nhân 6 nhân 6 là 6 mũ 3, đúng không? Cái trường hợp thứ hai là cả ba thằng này đều xuất hiện mặt 6 chấm thì nó là C3 của 3, nó chỉ có 1 bằng 1 trên 6 mũ 3. Đúng không nhỉ? Sau đó ta đi tính xác suất của một ván thua thì lấy phần bù thôi. Đó, lấy 1 trừ đi 2 phần 27 thì ra đây. Và xác suất cần tìm là P, cần tìm thì cũng có hai trường hợp. Đó, trường hợp thứ nhất là gì? Khi mà nó hai có hai ván thắng. Đó, thì chọn hai ván thắng trong 3 ván, chọn hai ván trong 3 ván, chọn hai ván thì có C2 của 3. Thì theo quy tắc nhân xác suất thì nó sẽ bằng 2 trên xác suất thắng này. Có hai ván thắng thì là mũ 2 nhân với một ván thua. Còn trường hợp này là cả 3 ván đều thắng là xác suất nó nhân nhau 2 trên 27 nhân 2 trên 27 nhân 2 trên 27 thì bằng 2 trên 27 mũ 3. Và dùng máy tính bấm ra đáp án B, đúng không? Ta sang câu tiếp theo.
Rồi tiếp tục sang câu 32. Câu này khá hay. Cho hai điểm A và B biết tập hợp các điểm M thuộc mặt phẳng alpha thỏa mãn 2MA bình trừ MB bình bằng 4. Và tập hợp các điểm M là đường tròn có bán kính R, tính R. Thì nó thỏa mãn M như thế này, chắc chắn là M nó sẽ thuộc vào hai đường. Đó là một mặt A nó thuộc vào, nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là sẽ thuộc vào một cái mặt cầu và sẽ thuộc vào mặt phẳng. Thì giao tuyến của mặt phẳng và mặt cầu nó là một đường tròn. Đó. Thì trước hết ta gọi về cái ý tưởng thì sẽ làm như sau. Ta gọi M có tọa độ là x, y, z. Đó. Thì cái 2M bình từ cái giả thiết từ cái 1 này, ta sẽ nôi được ra 2M bình ở đây là 2MA bình thì nó chính là gì? X điểm A kia trừ 2 tất cả bình. Đấy. Cộng y trừ 1 tất cả bình cộng z trừ cho trừ 1 tức là z cộng 1 tất cả bình. Đó. Trừ MB bình. MB tức là gì? X trừ 0 tất cả bình cộng y trừ 3 tất cả bình và cộng z trừ 1 tất cả bình bằng 4. Đó. Thì cái thằng này ta sẽ phá ngoặc ra là đưa về phương trình mặt cầu. Đó. Đây có x bình cộng y bình cộng z bình, chỗ này trừ đi x bình cộng y bình cộng z bình thì nó sẽ ra là x bình cộng y bình cộng z bình, thấy chưa? Đấy. Tiếp tục. Chỗ này nó là trừ 4x nhân 2 thì nó là trừ 8x. Đó. Chỗ này là không rồi. Và là chỗ này có x bình thôi. Chỗ này là trừ 2y nhân 2 thế là trừ 4y. Đó. Chỗ này là trừ 6y nhưng có trừ trước thành cộng 6y. Như vậy là cộng 2y. Đúng chưa? Chỗ này là 2z nhân 2 ngoài thế là 4z. Chỗ này là trừ 2z. Nhưng có trừ ngoài thì cộng 2z. Như vậy cộng 6z. Đó. Sẽ đáp số cho chỗ này là bao nhiêu? Lấy máy tính bấm cho nhanh. Có thể nhẩm được cho nhanh. Đây là 4 cộng 1 là 5 cộng 1 là 6. Đó. 2 bình là 4, 1 là 5 cộng 1 là 6. 6, 2, 12. Trừ đi, chỗ này là 9 cộng 1 là 10. Đó. Thế là còn 2, 2 hết sang đây thì còn bằng 2. Đúng chưa? Đấy, đây chính là một cái phương trình mặt cầu, tôi viết về đúng dạng cho nghe cho nó dễ tìm. Đây chính là x bình trừ ra x cho nằm ở x trừ 2 trừ 4 tất cả bình, đúng không? Cộng y cộng 1 tất cả bình cộng z cộng 3 tất cả bình thì bên này nó sẽ bằng bao nhiêu? 4 bình là 16 cộng 1 bình là 1 cộng 9 cộng 2. Bạn thằng này có nhẩm được không? 10 bằng chỗ này là 10 đúng không? Cộng 18 thế là bằng 28. Đúng không nhỉ? Đúng chưa? Cái bán kính cầu ở đây nó chính là bằng 28 đúng không? Vậy chỗ này ta sẽ hiểu M nó chạy trên một cái mặt cầu như thế này. Đấy. Như vậy lúc này ta sẽ suy ra được cái tâm của cầu y sẽ là 4 trừ 1 trừ 3, đúng không? Và bán kính căn 28 là 2 căn 7, đúng không? Thì lúc này mặt phẳng P sẽ cắt cầu theo một cái giao tuyến là đường tròn, đúng không? Thì ta sẽ tìm được bán kính, đúng không? Đây,
khoảng cách e giờ này, bán kính e giờ, khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng, cái mặt phẳng alpha chính là cái mặt này, đúng không? Bán kính cầu biết rồi, đúng không? Lúc này khoảng cách OI, ta tính được OI chính bằng khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng alpha, đúng không? Ta thay vào thôi, 4 cộng y là trừ 1 trừ 3 cộng 3, đúng không? Trên căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình là 3 luôn nhé. Thế như vậy bằng 3 trên căn 3 và bằng căn 3, đúng không? Lúc này ta sẽ tính được e giờ sẽ bằng căn bậc 2 của cái đoạn giờ bình này. Giờ bình này là 28, đúng không? Trừ đi cái này bình là 3, bằng căn 25 bằng 5. Như vậy ta đối chiếu đáp án, nó sẽ ra được đáp án D, đúng không? Đây. Đáp án D. Dạ. Đấy. Giờ đáp án D. Như vậy ta sẽ kết thúc phần số 4 ở đây. Hẹn các bạn ở phần số tiếp theo. Thế ở chỗ đây chú ý cho là cái mặt phẳng P cắt cái cầu theo giao tuyến nó là một đường tròn, đúng không nhỉ? Đường tròn. Thì cái khoảng cách cái đường tròn này ta, thì cái khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P là ta tính được, nó OY, nó khoảng cách từ một điểm một mặt phẳng, đúng không? Đấy, cái đoạn bán kính này biết rồi thì giờ dùng Pythagore tính được thôi, rất đơn giản thôi, đúng không? Ta kết thúc phần số 4 ở đây, xin hẹn các bạn ở các phần tiếp theo.